Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương sẽ trả lời thắc mắc của chị Nguyên ở Cần Giờ. Chị ấy có hỏi công ty Tân Đại Dương như sau: tôi có con trai đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đang muốn cho nó đi du học Canada. Nghe nói là sinh viên khi đi du học ở Canada được phép đi làm thêm. Không biết thông tin này có chính xác hay không? Và sau khi học xong thì cơ hội định cư có cao hay không? Xin cảm ơn câu hỏi của chị Nguyên. Và hiện tại thì nhằm thu hút sinh viên quốc tế, Canada đã và đang tạo rất nhiều cơ hội cũng như là điều kiện cho sinh viên quốc tế khi du học tại Canada. Và cụ thể là như sau: thứ nhất là cơ hội việc làm. Thì chính phủ Canada có chương trình làm thêm dành cho các bạn học sinh, sinh viên nước ngoài làm việc trong thời gian học tập tại Canada. Để được tham gia vào chương trình này thì học sinh sinh viên phải xin giấy phép làm việc. Giấy phép sẽ cho phép bạn làm việc đến 20 giờ một tuần trong học kỳ, còn vào các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, xuân và lễ hội, sinh viên có thể làm việc toàn thời gian. Với các học sinh sinh viên không đảm bảo thời gian, công việc học tập hoặc kết quả học không tốt sẽ phải trả lại giấy phép làm việc cho chính quyền địa phương. Sau khi học xong hoặc là đã tốt nghiệp, nếu học sinh sinh viên nào muốn ở lại Canada để làm việc hoặc thực tập thêm một thời gian thì xin cấp giấy phép làm việc theo chương trình làm việc sau tốt nghiệp của chính phủ. Và đối với du học sinh sau khi tốt nghiệp, họ sẽ được phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm tùy theo từng chương trình học. Sau 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc, du học sinh tại Canada sẽ được phép xin visa để định cư lâu dài tại Canada. Và đất nước Canada đang mở rộng cánh cửa cho du học sinh không chỉ trong cơ hội việc làm mà còn cả cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng ngoại ngữ cũng như học vấn và tài chính thì con đường được đến với đất nước Canada xinh đẹp này hoàn toàn là lựa chọn đáng xem xét. Về cơ hội định cư thì từ ngày 31 tháng 4 năm 2008, chính phủ Canada đã thông báo quyết định mới dành cho tất cả các du học sinh tốt nghiệp đại học và sau đại học sẽ được phép ở lại làm việc trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp. Với điều luật mới này thì sinh viên quốc tế được khuyến khích ở lại Canada làm việc trong tất cả các ngành mà không bắt buộc phải có thư chấp nhận làm việc từ công ty tuyển dụng. Và đặc biệt tại tỉnh Manitoba ở Canada, học sinh còn được hoàn lại 60% học phí 2 năm khi xin định cư. Chính sách này đã góp phần mở rộng cánh cửa định cư cho rất nhiều sinh viên đang và sẽ học tập tại Canada. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về du học Canada thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số hotline 0838 382080 hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.